Từ khi chợ Đà Lạt còn chưa sầm uất như bây giờ, đã có những con người chọn một phần nơi đó cho cuộc sống mưu sinh. Dù nắng ráo hay mưa bão, dù sự khắc khổ, trải đời in hằn trên gương mặt của họ, họ vẫn ở đó như một lẽ hiển nhiên mà không phải ai cũng hiểu được, thấu được. Nó nghèo quá mà hai nữa là có năm có mười thì tốt, có một vô duyên. Nó uống rượu quá trời con ơi. Ở đấy con có hai mẹ con thôi, có thằng cháu nó đi làm rồi, nó làm một năm nó mới về một lần. Chị ở đây có một mình vậy thôi đó hả? Ừ. Lấy 10.000 con nhé. Lấy 10.000 con. Kệ nó còn đi làm được thì làm. Đi xin cháu nó cứ bắt ở nhà đấy. Nhưng mà không ở. Vì mình đi làm được, mình làm. Chứ người tay xin cháu tiến tội. Ai như mẹ nó không có bố thôi. Mười mấy năm rồi, hơn 20 năm rồi. Là bán cái chợ này chưa có làm con. Dạ. Mà đến bây giờ là bà làm lâu lắm rồi. Bán cái chợ này làm bà còn chuyển ra bến xe. Rồi là bắt đầu vào đây. Chúng con bây giờ mình xin cháu nó tiền tội. Tôi nó từ lúc 6 tuổi. Dạ. 6 tuổi đầu luôn. Và cho nó học coi như là một cái bằng Anh văn, một cái bằng Hàn Quốc. Giờ cháu đi làm lương một tháng coi như 20 triệu. Dạ. Có gửi tiền về cho bà không? Không, bà không có lấy. Chị bà muốn bán ở đây thì bán cho ông bà. Ừ, cái này dài bà. Dạ. Bán cũng đủ sống, bà đủ sống cũng dư được chút. Dạ. Dư chút để lúc nào chết nằm xuống thì chúng nó lo. Con nó đỡ phải lo, mình tự lo lấy. Dạ là ở trần gian cho hết. Có lẽ bởi nhịp sống chậm rãi, hiền hòa luôn mang trong tâm hồn mình những nỗi niềm khắc khoải của những con người Đà Lạt, làm chúng ta suy ngẫm nhiều hơn, sống chậm hơn, để thấy lòng mình bớt đi chai sạn, bớt đi những gợn sóng của cuộc đời. Và quẩn quanh đâu đó vẫn còn rất nhiều người Đà Lạt đang